cái xe này mà chạy từ đây lên tới quận 6 chắc chạy số 1, số 2, số 3 hết phim. Không là số 4 rồi. Này đi làm mấy cổ Titan cho tính đích bự các bạn. Xe này cuối tuần này sẽ đi tour Phan Thiết. Cao dữ. Sẵn ghé qua bên Minh Lê coi con CB 650F dùm cho chủ xe luôn. Chủ xe này là cô em quen. Này là xe của Phú dưới Tiền Giang á. Ai điện là cái bộ cổ Titan. Hiện tại là xe này đang là vẫn là cổ zin các bạn. Cổ zin là cổ inox. Bộ cổ xong rồi đem xe mình về. Chứ là 6 giờ mình làm thêm một cái form đi cái bô zin nữa các bạn. Thì phòng những cái trường hợp mà những cái mùa cao điểm bắt buộc phải đi bô zin. Đi chưa đỡ thập thò. Chát nè con T-Max 560 xe này có đổn vô được không Phan? Nhìn nó bự vật vả. Cái con 300 đấy. Nó dán hết rồi. Ừ. Anh rồi rồi. Ok. Ơi ơi. Chút điều xong rồi anh em. Xe này nó chạy bằng dây Goro. Giờ mình tới công chuyện của mình. Chất này chạy lên chẳng thẳng lên chỗ làm cổ luôn. Chắc ghé qua bên Minh Lê chưa được rồi. Đầu giờ chiều đi lấy cái con xe ở bên kia rồi lại ghé luôn lần. Con rễ V4 này với lại con MV Agusta F4, hai con là con nào cũng cao vật vã.
mấy anh em nào mà cao 1m65 giống như mình lên là chống chân thì chuối luôn. Cái phơm xe đã cao rồi chứ còn gặp thêm cái chống, cái chống hai con là như nhau luôn các bạn. Chống hai con là đúng có một cây nhôm trọt ra. Mỗi lần mà đá chống thì bệnh thiệt. Này thích hợp cho mấy anh em nào mà khoảng 1m7 mấy đâu lên ngồi đá chống nó mới được. Còn như mình là đá chống là phải nhìn tới nhìn lui, đá hụt cái một rồi quăng cái xe ra ngang luôn. Muốn chống hai chân là phải nhón mắt kêu. Thường thường đột nhiên qua đằng bên mình chống hết cái bàn chân bên đó cho nó khỏe. Một giờ rưỡi trưa mà các bạn ở Sài Gòn các bạn chạy mấy con xe này là hiểu luôn cái cảnh cuộc đời. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với binh vì. Nóng thôi rồi. Buổi sáng sớm mà được cái hơi mát mát nhẹ nhẹ, tới bắt đầu là trưa là đâu lại vô đó. Xe này mà chạy từ đây lên tới quận 6 chắc chạy số 1, số 2, số 3 hết phim. Không là số 4 rồi. Cô Tư ơi, nãy giờ ra đây mà thấy trời nó tắt nắng một cái là thấy nó mát rượi liền. Khúc này nè, vừa phải là hay giao thông đứng ở đây.
này gắn cái dàn áo vô nó dướng không ta? Không. Không gắn áo vô, nếu mà xấu quá lên sửa lại cái thế nó xéo qua. Rồi bây giờ chuẩn bị qua bên Minh Lê con CB650F mấy bạn. Đây là hiện trạng em nó đây. Euro lăn quanh nó khoảng tầm 19.000 mấy anh nè. Xe này hiện tại là mấy bạn sẽ coi được cái dàn ti của nó còn rất là đẹp. CB650F thì cái form mình cảm thấy nó đẹp mấy bạn. Nó cũng không có sida siêu gà lắm đâu. Không, có sẵn kính chắn gió của Givi, có sẵn cái cùm thắng của thằng Gaspic. Cùm côn là xài cùm côn của Gaspic Universal. Có sẵn luôn cặp chống độ, có sẵn luôn hai cái đèn tôn mấy bạn. Ngoại hình em nó còn trông rất là trung bình trọng. Nói chung là euro 19.000 chỉ vô đó thôi. Cộng thêm một cái set bô AK Bovic lông dài với lại khúc clip on mấy bạn. Cổ thì vẫn là cổ zin theo xe ha. Con này đang kêu bán 140 mấy triệu nhưng mà mình chốt cho cô em rồi. Đây để mình mở cái euro cho mấy anh em coi. Nói chung là về ngoại hình từ đồng hồ cho tới dàn sườn rồi mọi thứ dĩa rồi mấy bạn sẽ thấy được là nó sẽ như một con gần 20.000 cây là chuẩn. Máy móc thì vẫn còn im ru tê tái anh em. Để cho anh em nghe tiếng bô ha. Dắt xe ra làm vòng đã đủ 6 số cái coi thử coi chẳng ba trên dưới nó có công xịn một sườn xiết gì không, số má có cái sườn và sườn không, ok thì về cho chủ xe làm việc với lại bên bán thôi. Nhiệm vụ của mình tới đây là kết thúc rồi các bạn. Nhiệm vụ của mình tới đây là hết rồi các bạn. Coi xe đúng audio, không có đâm đụng, mọi thứ giống như cam kết thì mình chỉ có báo cho bên mua xe thôi. Bên mua xe xuống tiền hay không là chuyện của người ta. Nhiệm vụ của mình chỉ có nhiêu đó thôi. Và mấy bạn lưu ý là mấy cái pha này thường thường là mình chỉ có đi coi dùm cho mấy anh em nào mà chơi chung thôi nha anh em. Còn khách hàng đồ này nọ là mình sẽ không có đi coi dùm vô khách hàng nha. Mấy anh em lưu ý, có nhiều anh em inbox hỏi mình là anh ơi có cái đi coi xe giờ môn. Nói chung là nó sẽ liên đới tới nhiều cái đó mấy bạn, nó tùm lum hết. Nên là mấy bạn cần thì mấy bạn cứ làm việc với bên bán xe rồi đem ở bên thứ ba chết là cho nó nhanh gọn lẹ nhất, đỡ phiền lòng, đỡ mất công hai bên. Rồi ok mấy ba anh em, các bạn nào mà có nhu cầu dọn xe thì cứ alo cho mình nha. Số điện thoại mình là 0903 678 98.